Welcome back, everyone. Please stay tuned for the Memorial Day Parade coverage with reporter Bích Phượng and tech coordinator Đậu Thanh Vân. Bích Phượng của SBTN Washington DC kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa vùng Hoa Thịnh Đốn đang có mặt tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn để chuẩn bị tham dự buổi diễn hành ngày lễ chiến sĩ Trần Vong thứ hai 27 tháng 5 2019. Hàng năm đất nước Hoa Kỳ có một ngày nghỉ lễ chiến sĩ Trần Vong, thứ hai cuối cùng của tháng 5, để tỏ lòng tri ân đến những người đã hy sinh để giữ gìn tổ quốc, bảo vệ tự do, tưởng niệm những quân nhân Hoa Kỳ đã tử nạn trong quân ngũ. Và năm nay, The National Memorial Day Parade đã được tổ chức lần thứ 15 vào lúc 2 giờ trưa vào ngày 27 tháng 5 2019. Trời thật nóng tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, nhưng không làm nản lòng hơn cả 100.000 người đã có mặt trên đại lộ Constitution từ con đường số 7 đến 17 để mọi người được nhìn thấy gần 120 đoàn diễn hành từ các trường học, công sở, cơ quan, hội đoàn, các quân binh chủng Hoa Kỳ, các nước bạn đã từng tham chiến trong chiến tranh. Tại trung tâm thương mại Eden vào lúc 11:30 sáng, hai chiếc xe bus đang chờ sẵn để chuẩn bị chở hơn 100 người vào thủ đô Hoa Thịnh Đốn để tham dự buổi diễn hành niềm hãnh diện cho những người Việt xa xứ. Trong buổi diễn hành hàng năm, quốc kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tung bay phất phới trong 15 năm qua do sự điều hợp của Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đều luôn có mặt trong ngày diễn hành lễ chiến sĩ Trần Vong, đồng thời tưởng niệm những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã vì quốc vong thần trong cuộc chiến dài hơn 20 năm qua. Vào lúc 3 giờ trưa, tiếng kèn truy điệu các vị anh hùng tử sĩ được trỗi lên. Đoàn diễn hành dừng lại để mọi người có giây phút nghĩ đến những vị anh hùng tử sĩ trong ngày chiến sĩ Trần Vong 2019. Năm nay, số thứ tự diễn hành là hàng thứ 96. Hàng năm không thể thiếu là những chiếc xe quân xa, những cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa gồm có quân dân cán chính cảnh Việt Nam Cộng Hòa, dương cao ngọn cờ chính nghĩa, toán nữ cư an tư nguy, toán quý bảo xanh, toán quý bảo tím, hội các bà mẹ Việt Nam, toán phu nhân không quân Đông Bắc Hoa Kỳ, toán phu nhân vào bị quốc gia Việt Nam, hội nhà Việt Nam, hội người Việt cao niên và các nhiếp ảnh gia, cùng với các đài truyền hình. Đặc biệt năm nay có sự tham dự của võ đường Vô Vi Nam từ nhiều tiểu bang. Khách có mặt trên con đường, ai cũng xin chụp hình kỷ niệm khi nhìn thấy hai chiếc xe quân xa với biểu ngữ cảm ơn sự hy sinh trong chiến tranh. Vì họ nhìn thấy quốc kỳ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa bay cao trong gió. Cảm xúc dâng trào khi nghe thấy những tràng pháo tay, thấy những người Mỹ giăng tay chào đoàn diễn hành của Việt Nam với lá đại kỳ, với chiếc xe Việt Nam Cộng Hòa và đoàn xe quân xa đi ngang. Chiến sĩ Trần Vong nát cõi lòng. Trong ta ghi nhớ đau lòng mãi những bước chân ai chẳng trở về. Buổi diễn hành lần thứ 15 được chấm dứt vào lúc 4 giờ chiều. Kính thưa quý vị, đứng kế bên Bích Phượng là tân chủ tịch của Liên hội của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Kính thưa ông, bao nhiêu năm nay phái đoàn Việt Nam Cộng Hòa đều được đi diễn hành trên đại lộ Constitution. Năm nay Bích Phượng thấy có một cái gì nó đặc biệt, xin ông chia sẻ với mọi người.
bao nhiêu năm rồi, lúc nào cũng thế. Khi mà có những cái sự biểu dương của lá cờ vàng của chúng ta ở trên những cái đại lộ của thủ đô Hoa Thành Đốn này đó, người lính giàu có già nữa vẫn hiện diện như thường. Rất nhiều lần qua những cái buổi lễ của cái ngày chiến sĩ Trần Vong đó, thì chúng ta thấy cái bộ quân phục của quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện ở trên đại lộ Constitution. Đặc biệt năm nay, như là quý vị cũng đã biết, qua một thời gian dài thì những người lính già từ lần từ hồi vắng bóng, có thể nói rằng là khuất bóng, thì một cái sự may mắn đến đó, là thế hệ hậu duệ đã tiếp nối. Những thế hệ hậu duệ này rất là hùng dũng, rất là cường tráng. Đó là những cái giới thanh niên trẻ của Việt Võ Đạo đã xung phong để mà đi cùng với những người lính già trong cái ngày lễ chiến sĩ Trần Vong ngày hôm nay trên đường phố của thủ đô Hoa Thành Đốn. Đó là một cái điểm mà đặc biệt chúng ta thấy rằng là lá cờ vàng chúng ta không thể nào mà vắng được trong những cái dịp lễ lớn của Hoa Kỳ như thế này, cho thế giới thấy rằng là Việt Nam Cộng Hòa chúng ta còn, vẫn còn và mãi mãi còn. Đó là một điểm mà chúng ta sẽ thấy trong tương lai, đất nước chúng ta sẽ có bốn lá cờ vàng. Em là ở Maryland và đang tổ chức lần đầu tiên mọi người ở xa tới đây để tụ họp và để đi tham dự cái ngày lễ hôm nay. Đây là đại diện cho tất cả các anh em môn sinh và tất cả các võ đường từ khắp nơi ở nước Mỹ, chẳng hạn như Oregon, Virginia, Maryland, North Carolina và Washington State. Dạ vâng, thì thưa đây là một cái niềm rất là vinh hạnh đến cho cái môn phái Việt Nam, thuần túy Việt Nam, đó là Vô Vi Nam. Cô với chú đến đây để mặc lại bộ đồ này để rất cảm động và thấy có nào lòng mình nâng nhớ lại thời xưa, thời oanh liệt của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Và mặc dù hôm nay là ngày diễn hành chiến sĩ Trần Vong, về diễn hành ngày hôm nay đã nhắc lại công lao và sự hy sinh của tất cả những người chiến sĩ đã đấu tranh cho dân chủ, cho tự do, không những là những người chiến sĩ Hoa Kỳ mà những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã vì đất nước, đã vì nhân dân, đã vì chữ tự do mà hy sinh. Cho nên ngày hôm nay cô chú đến đây. Tôi là hậu vệ biểu đông quân, cũng là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đến đây. Ngày nay là ngày chiến sĩ Trần Vong. Chúng ta đến đây để làm vinh danh những người đã chết cho chúng ta được sống. Và chúng ta cần những là làm những việc gì chúng ta cần phải làm hết khả năng chúng ta. Bích Phương tường trình từ ngày lễ chiến sĩ Trần Vong 2019 tại thủ đô Hoa Thành Đốn. Hello everyone, we have reached the end of our Sunday's Vietnamese American television program. If you have any comments, tips or suggestions, please feel free to reach us at vatvnews@gmail.com. Thank you for staying tuned and have a great rest of your weekend. Hội ái hữu nữ trung học Gia Long miền Đông Hoa Kỳ tổ chức ngày nhớ ơn cha mẹ Chủ nhật ngày 9 tháng 6 2019 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ 30 chiều tại Harvest Moon 7260 Arlington Boulevard, Fort George, Virginia 22042. Giá vé ủng hộ là 30 Mỹ Kim. Xin liên lạc gl miền đông hk@gmail.com.